chào cô chú anh chị và bạn đến kênh Minh Châu miền Tây TV nha. Thì hôm nay mình cũng tiếp tục lâu rồi mình cũng chia sẻ cái clip làm xây dựng nha. Thì hôm nay mình làm một cái căn nhà cấp 4 ở tháp 10 nha cô chú anh chị bạn. Thì ở đây đang chuẩn bị chỗ móng một cái móng bằng ở dưới nền đó. Tại vì cái thời điểm gì đó nó sâu nên đất nó sạt xuống nên mình làm cái đó trước rồi mình sẽ đặt trên này. Thì đang cái đội này đang trộn bê tông nè, giờ vô gạo cô bé đổ xuống luôn ngang nè cô chú chị bạn. Một gói là một gạo luôn nha. Giờ đang có đội đang dãy nha nha nha. Dãy để mình đi cái móng băng nằm trên này nha. Hai hút máu đó đang làm gì? Bẻ cái đầu cu đê ha, bẻ chứ o à. Bẻ cho ca. Gà. Thịt gà luôn. Chơi không chấp mày chấp luôn chơi cho mày nữa đó. Chấp không chơi con này luôn đó. Chấp luôn. Ủa, có dê vô cả trời đứng qua trời. Rồi có ba cây móc xây hả mấy bác? Thấp rồi đó, rồi cái chỗ đằng này thấp rồi kìa. Con đằng con cọ kìa, đằng đó thấp rồi đó. Đây nè, chỗ này thấp nè. Thêm nhiều vô. Hả? Ừ, lấy số cát đổ vô. Dứt dít ra cho đã rồi đưa cát vô. Đại luôn. Người có chảy bằng phủ nha không? Chảy sao không chảy trời? Bằng phủ đâu? Tôi thấy đâu nội kể cho đàng hoàng nha. Ở đó đi. Thank you.
thối trong tường. Đổ xe đây nữa rồi. Thôi. Chưa. À, cái này giống tiếp tục nha cô chú gì bạn đổ món băng này. Thì cái này mình tới đầu mình đổ tới đó ngang nè cô chú gì bạn đổ sáng về đổ được nhiêu đây nè hôm nay mình đang trước đang đổ tiếp tục nha. Nghiêng vô nè, nghiêng vô. Thắng luôn.